Xin chào tất cả khán giả của Gái Già Lắm Chiêu 2, mình là Lê Xuân Tiền. Và trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2 thì Tiền vào vai Jack Lê, 25 tuổi. Anh ta là một anh chàng trẻ trung, khỏe mạnh, body 6 múi. Phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2 là một phim lãng mạn, tình cảm, hài hước dành cho dịp Giáng sinh, sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 12. Các bạn hãy nhanh tay đặt vé để chúng ta có thể gặp nhau nhé. Bye bye.